các bạn, trong những ngày Tết thì những món hoa quả sấy hay là món mứt không thể thiếu trong mỗi khay mứt của gia đình. Nếu như mẹ nào muốn tự tay làm món sấy cho những người thân yêu thì đừng bỏ qua video ngày hôm nay nhé. Vì Thu Phương sẽ giới thiệu được quý vị chiếc máy sấy hoa quả và thực phẩm Misio MK12. Và dòng máy sấy này có thể sấy được nhiều loại thực phẩm khác nhau, cho ra các sản phẩm hoa quả sấy, mứt, thịt bò khô hay là các loại dược liệu. Và tùy theo khẩu vị của các bạn có thể chọn chế độ sấy khô khác nhau như dẻo, giòn, dai. Và máy thì có bảng điều khiển ngay phía trước, vô cùng dễ dàng sử dụng. Nút công tắc on off. Và nút điều chỉnh nhiệt độ với 8 mức nhiệt, từ 30 đến 75 độ C. Máy có 5 khay sấy riêng biệt với chất liệu nhựa cao cấp đảm bảo an toàn sức khỏe và khoảng cách giữa các khay sấy khoảng 2 cm. Có thể tham khảo nhiệt độ và thời gian sấy tùy từng loại thực phẩm cho phù hợp trong hướng dẫn sử dụng để có được sản phẩm như ý. Ví dụ như là đối với rau xanh là từ 45 đến 50 độ C, bánh mì là 55 đến 70 độ C, rau quả là 50 đến 60 độ C, trái cây 55 đến 65 độ C, đậu phộng là 40 độ C. Các bạn lưu ý là không nên đặt khay khi khay chứa nước. Bạn có thể sơ chế rau củ trước khi sấy. Và sau khi sấy xong thì bạn có thể bảo quản trong đóng hộp hoặc là lọ thủy tinh ở nhiệt độ từ 5 đến 20 độ C. Đây là một phương pháp sấy thực phẩm mà vẫn giữ được nguyên hương vị và màu sắc của món ăn. Và đây cũng là một phương pháp bảo quản thực phẩm rất hiệu quả. Nếu như bạn đã ưng ý với sản phẩm máy sấy thực phẩm Misio MK12 thì các bạn hãy liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại tại Hà Nội 024-3785-5633 hoặc đến Hồ Chí Minh 028-383-0869 hoặc các bạn có thể truy cập vào website meta.vn để xem chi tiết sản phẩm với hàng online. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.